Chào mừng anh em cùng quay trở lại với kênh của Thắng Nội Địa Úc nha. Thì hôm nay trước mặt anh em là Thắng Nội Địa Úc, chuyên hàng từ Úc về, thì sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm, đó là máy rửa xe siêu mạnh, siêu ngon đó. Thì khác với những con máy rửa xe mà anh em mua thì nó đầy đủ phụ kiện, nhưng mà lô này về nó đã mất phụ kiện, đó là một cái tay nắm để nắm xách máy lên thôi, bánh xe rồi còn đầy đủ hết nha, chỉ có thiếu tay nắm thôi. Thì em sẽ cho anh em một cái giá cực kỳ tốt, cực kỳ ngon đó. Giá hôm nay bao ship cho anh em đó, để cho anh em có mà sử dụng để lựa chọn hết luôn, đó là như vậy. Còn anh em nào á mà muốn mua máy đầy đủ á thì inbox em. Còn hiện tại cái thiếu cái tay nắm này á, nếu mà không thiếu tay nắm thì em sẽ bán cho anh em với giá là 1,5 triệu một máy, nhưng mà thiếu tay nắm rồi á thì hôm nay sẽ cho anh em một cái giá ưu đãi đó. Rồi, không phải là em quay những cái máy này á là sẽ còn bao nhiêu đây thôi nha anh em. Em còn rất là nhiều dành cho anh em nào xem được clip này. Cứ việc Thắng ơi, anh thích mua con này kia thì làm ơn giùm em, nhắn tin giùm em ha. Mua cái gì nhắn tin giùm em cái đó. Ok, có tin nhắn là có hàng nha anh em. Rồi, vào việc, hôm nay sẽ là một cái con máy rửa xe 1800W của Ryobi, áp là 2000 PSI. Con này là có chổi than và hút nước được nha anh em. Nhưng mà em khuyên cho với anh em đó là một cái vấn đề như này. Máy của em á, em yêu cầu anh em là nên sử dụng cấp nước trực tiếp, cấp từ vòi rubine vậy nè. Nó sang máy. Tại vì máy ở bên Úc á là motor đứng, nó chỉ là cấp nước trực tiếp thôi nha anh em. Chứ nó không phải như là những cái motor nằm mà nó hút được. Thì cái motor đứng á cấp nước trực tiếp nó sẽ rất là lợi. Tại vì máy xài đúng công suất, đúng với lại thông số kỹ thuật ở trên máy luôn. Nó là như vậy. Còn bây giờ thì vào việc với anh em thôi. Con này là 1800W nha, 2000 PSI. Anh em nhớ mãi giùm em ha. Đó, 1800W của Ryobi. Rồi bây giờ thử nha. Dây thì được 8m. Đó, gồm một bình súng như vậy. Rất là mạnh nha anh em. Phun rất là xa luôn nè. Anh em thấy không? Rất là xa luôn. Cho anh em rửa sân, rửa sàn, rửa nhà, rửa kính luôn. Hoặc là phun nước tưới cây trong vườn luôn. Đó, rất là mạnh, dẻ được luôn nha. Đó, chỉnh bè cho anh em coi luôn. Đó, bè vừa nè, bè nửa nè, bè mềm nè. Đó, mềm cả này là anh em tưới cây, xịt mềm xe. Bè mềm lại xíu nữa đi. Đó, mềm lại. Đúng rồi, cứng chứ. Đó, cho anh em chỉnh được cái đầu bếp nha. Máy chạy rất là im nha. Đó, dây 8m nha anh em. Đó, thì mua hàng bên em á thì em sẽ để cho anh em một cái sợi dây này là anh em nè tự mua thôi nè, còn cái đầu này em sẽ tặng. Dây này cũng có luôn là 8m và một cái bình bọt tiết nhỏ như vậy kèm theo máy. Thì cái máy rửa xe 1800W hôm nay á em sẽ bán cho anh em với giá là 1.200.000 1800W luôn nha. 1.200.000 bao ship cho anh em, bao ship toàn quốc nha. Anh em ở đâu em không cần biết, chỉ cần nổ địa chỉ, số điện thoại. Đó, có tin nhắn, Thắng ơi anh mua cái này rồi để là địa chỉ, em ok là có hàng nha. Hình thức mua hàng bên em là vậy. Và tất cả các sản phẩm máy này em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng. Về sau lỗi hỏng, alo ơi, à Thắng ơi anh bị này bị kia. Đó, em hỗ trợ sửa chữa cho anh em luôn. Đó, dây 8m nha anh em, súng ngắn. Đó, quay súng cho anh em luôn nha. Đó, xịt rửa xe máy, ô tô khá là hợp lý và ok. Do là cái lô này về mất tay nắm thôi, chứ máy là vẫn hoạt động ok bình thường, không lỗi lầm nha. Anh em lưu ý giùm em, quay phía sau máy cho anh em nhìn lại một lần luôn. Đó, điện nguồn là 220 đến 240V, anh em bao xài thả ra luôn. Đó, tem đồ bình bọt này là dành cho súng dài. Đó, nhưng mà bây giờ hiện tại súng ngắn nó tiện hơn thì em làm một lô này cho anh em là súng ngắn hết. Đó, còn những cái máy rất là đẹp, tình trạng rất là sáng luôn. Thì con này sẽ là 1,2 triệu. 1,2 triệu một máy nha, anh em lưu ý giùm em ha. Rửa xe 1800W của Ryobi. Đó, quay lại một lần cho anh em coi. Chỉ là mất tay nắm thôi, không lỗi lầm gì hết. Giá là 1,2 triệu bao ship. Rồi, bây giờ tới là một cái con hôm lai nắp đỏ này nè. Thôi, bữa giờ anh em đăng clip lên có mấy ngày mà anh em gọi em là em báo có một số người là em hết hàng ha. Thì nó cũng có một cái đợt, đó là mất cái tay nắm này luôn. Mất cái tay nắm màu đen ở trên này luôn. Đó, thì con này sẽ là 800.000 bao ship, dây 7m, dây 8m, cộng bình bột tiết nhỏ như vậy luôn. Rồi bây giờ thử phun bột tiết của máy 1800 cho anh em coi luôn. Rồi xong mình test cái con kia cho anh em nào chưa xem clip. Đó.
Đó, bình bọt phun nha anh em. Phun rồi xong anh em tháo rồi, tháo đi. Tháo rồi ra, anh em xịt lại nước, bao sạch. Đó. Rất là mạnh nha anh em. Nhỏ gọn mạnh lắm. Đây. Rồi bây giờ thử cái con máy hôm nay cho anh em coi luôn. Cho anh em nào chưa xem được clip này, hàng này là hàng bị mất tay nắm. Nó mới giá được như vậy nha. Anh em nào mua đủ phụ kiện thì giá nó sẽ khác rất là nhiều. Nó trên lệch mấy trăm ngàn chỉ vì cái tay nắm rồi đó anh em. Cũng rất là mạnh nha anh em. Đó. Quay thông số của máy cho anh em coi luôn, 1400W. Con này là 800.000 bao ship nha anh em. 800.000 một máy rửa xe màu đỏ. Nhỏ, mất tay nắm, 800.000 dây 8m cộng bình bọt, đầu cấp nước nhanh, dây cấp nước về là anh em tự mua. Còn máy em sẽ đưa cho anh em đầy đủ như vậy hết. Đó, con này là 1.2 triệu bao ship. Đó, những sản phẩm trên em đều bảo hành cho anh em là 3 tháng về sau là không em hỗ trợ sửa chữa. Anh nào muốn mua máy trực tiếp đến cửa hàng 32 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, hoặc gọi qua số điện thoại trực tiếp của em 0382003453. Test máy ok, hài lòng đi về, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đó, nó là như vậy. Còn bây giờ thì chào anh em, hẹn anh em vào các video khác nha.